Sáng nay 25 tháng 9, ông Lê Minh Đức là chánh văn phòng người phát ngôn của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức cho biết về việc mới đây báo chí đăng tải thông tin hình ảnh bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sử dụng xe công đi ăn sáng tại nhà hàng Aroma trên đường Hoàng Minh Giám phường Nhân Chính quận Thanh Xuân. Theo ông Đức, sáng 24 tháng 9, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tham dự cuộc họp tại Bộ Tư lệnh Thủ đô diễn ra lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày nên bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đi dự cuộc hội nghị này. Để thực hiện đúng quy định hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đi sớm vì sợ tắt đường. Khi gần đến địa điểm họp vì đang còn thời gian nên có ghé vào quán ăn sáng nhanh. Việc bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sử dụng xe công mang biển số xanh trong thời điểm như trên báo chí phản ánh là nằm trong lộ trình trên đường đi thực hiện nhiệm vụ công do tổ chức giao phó. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, ngoài ra chiếc xe này không sử dụng vào bất kỳ một mục đích cá nhân nào khác. Ông Đức cũng cho biết đã cử người liên hệ với tờ báo đã đăng tải về vụ việc trên có sự lý giải thấu đáo để trả lời dư luận một cách công khai. Người phát ngôn của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý xe công, nếu để xảy ra sai sót. Qua đây cũng tiếp thu ý kiến của báo chí và dư luận để công tác này tại thành phố Hà Nội luôn được hoàn thiện hơn.